Chào các em, hôm nay thầy sẽ tiếp tục bài số 2, chương 4 của đại số lớp 8, bất phương trình. Bài 2 là liên hệ thứ tự và phép nhân. Thầy tóm tắt cái lý thuyết. Thứ nhất là liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với một số dương thì ta có một cái tính chất như sau: khi nhân cả hai vế của một bất đẳng thức với cùng một số dương, ta được một bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho. Tổng quát, với số A, B và C mà C là lớn hơn 0, ta có nếu A nhỏ hơn B thì A nhân C cũng nhỏ hơn B. Nếu A nhỏ hơn bằng B thì A nhân C nhỏ hơn B nhân C. Thì ví dụ là 10 nhỏ hơn 15 thì các bạn nhân 2 lên, C là bằng 2 thì thầy nhân 2 vế cho C thì 10 nhân 2 là 20, chắc chắn sẽ nhỏ hơn 15 nhân 2 là 30. Và tương tự như vậy, nếu A nhỏ hơn bằng B thì A nhân C cũng nhỏ hơn hoặc bằng B nhân C. Ngược lại, nếu A lớn hơn B thì A nhân C cũng lớn hơn B nhân C. Nếu A lớn hơn bằng B, lớn hơn hoặc bằng B thì A nhân C cũng lớn hơn hoặc bằng B. Đó là với điều kiện là số C này là một số dương. Ví dụ 5 lớn hơn 3 thì nhân 2 vế cho 3 là một số dương, thì 5 nhân 3 là 15 sẽ lớn hơn 3 nhân 3 là 9. Đó là cái tính chất luôn luôn đúng với một số dương. Còn ngược lại, nhân với một số âm thì sao? Tiếp tục thầy qua tính chất thứ hai, liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với một số âm. Thì tính chất được phát biểu như sau: khi nhân cả hai vế của một đẳng thức với cùng một số âm, ta được bất đẳng thức mới ngược chiều với bất đẳng thức đã cho. Ở đây tổng quát, với số A, B và C mà C thì nhỏ hơn 0, thì ta có nếu A nhỏ hơn B thì A nhân C sẽ lớn hơn B nhân C. Và nếu A nhỏ hơn bằng B thì A nhân C sẽ lớn hơn bằng B nhân C. Ngược chiều có nghĩa là bật ngược cái dấu bất đẳng thức lại là ngược chiều. Nếu A lớn hơn B thì A nhân C nhỏ hơn B nhân C. Nếu A lớn hơn bằng B thì A nhân C sẽ nhỏ hơn bằng B nhân C. Thì lấy một cái ví dụ, 2 thì nhỏ hơn 5. Bây giờ thì nhân 2 vế cho một cái số C là bằng âm 2 nhỏ hơn 0. Thì 2 nhân âm 2 nó sẽ lớn hơn, 2 nhân âm 2 là bằng 4, nó sẽ lớn hơn 5 nhân âm 2 là âm 10. Số âm càng lớn thì nó càng nhỏ, tại vì gần cái số 0 là số âm 1, cho nên càng về sau thì có dấu trừ phía trước thì nó càng nhỏ. Tương tự như vậy, nếu 7 lớn hơn 3, giả sử là A bằng 7, B bằng 3, là 7 lớn hơn 3. Bây giờ thì nhân 2 vế cho trừ 3, thì 3 nhân 7 nhân trừ 3 nó sẽ ra 21, nó sẽ nhỏ hơn 3 nhân trừ 3 là 9. Số âm càng lớn thì nó càng nhỏ, cho nên khi nhân cho một số âm thì cái bất đẳng thức nó đổi chiều. Ngược lại, lớn hơn thì khi nhân số âm nó sẽ nhỏ hơn. Đó là cái tính chất. Và các bạn nhớ những cái tính chất này để sau này giải các bất phương trình về sau có chiếu biến. Đó là thầy chỉ mới ví dụ trên số nguyên. Sau này bất phương trình nó sẽ chiếu biến thì nó cũng tương tự như vậy. Và thầy qua cái tính chất bắt cầu thứ tự
với ba số ABC. Nếu ta có A nhỏ hơn B và B nhỏ hơn C thì chắc chắn là A sẽ nhỏ hơn C. Bây giờ thầy sẽ giúp các bạn giải tất cả các bài tập trong sách giáo khoa. Tại vì hướng tới là trắc nghiệm nhiều, cho nên các bạn chỉ cần nắm vững kiến thức và giải sách bài tập của nhà xuất bản giáo dục, cũng như là tất cả các bài tập trong sách giáo khoa, thì các bạn đã nắm được phần cơ bản rồi và có thể làm trắc nghiệm nhanh. Bài số 5, hình như là trang 40 thì phải. Mẫu khẳng định sau đúng hay sai, vì sao? Thứ nhất á, là người ta cho là trừ 6 á, là nhỏ hơn trừ 5. Trừ 6 nhỏ hơn trừ 5 thì nhân cho số dương, một số dương là 5, thì ta nhân hai vế là trừ 6 nhân 5 chắc chắn sẽ nhỏ hơn trừ 5 nhân 5. Vì trừ 6 nhân 5 là trừ 30, trừ 5 nhân 5 là trừ 25. Số âm càng lớn thì nó càng nhỏ, vậy thì trừ 30 nó sẽ nhỏ hơn trừ 25. Đó là đúng. Nhân với hai số, hai vế với một số dương, đó là tính chất nhân thứ tự trong cái liên hệ, trong cái vế số, phép nhân với số dương. Câu B. Bây giờ trừ 6 nhỏ hơn trừ 5, nhưng mà bây giờ nhân với một số âm là âm 3, thì trừ 6 nhân hai vế với âm 3 thì trừ 6 nhân âm 3 là cộng 18, trừ 5 nhân âm 3 là cộng 15, âm nhân âm cho ra dương. Vậy chắc chắn cái bất đẳng thức nó đổi chiều lại, đó là 18 sẽ lớn hơn 15. Vậy cái bài toán đó nó sai. Cái câu B là nó sai. Vì nhân hai vế của phương trình của bất đẳng thức sau với số một số âm là trừ 3. Các bạn thấy là nó đổi chiều ngay. Mà trong sách thì người ta cho cùng chiều, cho nên nó sai. Bây giờ người ta cho câu C là người ta cho âm 2003 nhỏ hơn hoặc bằng 2004. Bây giờ nhân hai vế cho một số là âm 2005 thì người ta hỏi là cái chiều đó nó có đổi hay không. Thì bây giờ là thầy sẽ nhân hai vế cho âm 2005 thì chắc chắn là nó có đổi chiều hay không. Thì nhân hai vế cho số âm thì chắc chắn nó sẽ đổi chiều, vì vế bên trái của ta là có âm 2003 nhân với âm 2005 là nó ra số dương rồi. Còn vế bên phải là người ta cho số dương là 2004 nhân với âm 2005 thì nó là số âm. Số âm càng lớn thì càng nhỏ, cho nên chỗ này các bạn biết là cái biểu thức người ta cho là sai. Khi nhân với một số âm thì nó sẽ đổi chiều ngược lại. Cái bài này không khó, nhờ cái tính chất của phép toán mà thầy đã dạy, thầy đã nhắc lại ở mục trước. Bây giờ người ta hỏi là cái câu D á, thì xin lỗi là chưa chép cái đề lên mà thầy giải luôn. Nhưng các bạn nhìn vô sách giáo khoa thì các bạn thấy là một số bình phương thì luôn luôn là không âm, có nghĩa là x bình phương sẽ lớn hơn bằng 0 với mọi x thuộc R. R đây là các bạn học ở lớp 7 rồi, là tập số thực. Nên khi trừ cho một số âm thì nhân hai vế cho trừ 1 thì nó đổi chiều ngay. Trừ x bình phương nó sẽ nhỏ hơn hơn bằng 0. Do đó cái khẳng định trừ 3 nhân x bình nhỏ hơn bằng 0 là đúng. Vì lúc này cái
nhân hai vế của cái đẳng thức, bắt đẳng thức đó với một số dương là 3, cho nên nó không có đổi chiều nữa, và lúc này là đúng đó. Các bạn để ý cái bài cách giải của thầy làm càng gọn hơn. Ngoài ra các bạn cũng có thể sử dụng cách khác nhanh hơn. Đây là những cái bài toán mà người ta sẽ hỏi trong những cái câu trắc nghiệm. Nếu một số trường sắp tới nó sẽ cho 30% trắc nghiệm trong đề thi hay là 50, thì chắc chắn ở đây sẽ có những cái câu hỏi như thế này. Và các bạn lưu ý là đơn giản thôi. Ví dụ như trừ 6 nhỏ hơn trừ 5 và 5 lớn hơn 0, nên chắc chắn là cái khẳng định đó là đúng. Nhiều bạn sẽ chọn đáp án rất là nhanh. Lý do là các bạn đã hiểu được cái bài, cái tính chất của cái liên hệ giữa phép nhân với một số dương, bắt đẳng thức với một số dương. Đó. Tiếp tục, thầy sẽ qua bài số 6. Cho A nhỏ hơn B, hãy so sánh 2A và 2B. 2A và A cộng B, trừ A cộng B, trừ A và trừ B. Bây giờ thầy, A mà nhỏ hơn B thì chắc chắn nhân hai vế cho số dương là 2, thì nó 2A chắc chắn sẽ nhỏ hơn 2B. Nhân hai số dương không đổi chiều. Đó, các bạn thấy đó. Vì 2A nhỏ hơn B nhân. Còn tương tự 2A và A cộng B, bây giờ thì có A nhỏ hơn B. Rồi A nhỏ hơn B. Đó. Thì cộng hai vế cho A thì nó xuất hiện là 2A sẽ nhỏ hơn A cộng B. Ví dụ như là thầy có là 1 này nhỏ hơn 2 thì thầy cộng hai vế cho 1 thì là 1 cộng 1, 2 cộng 1 thì chắc chắn là 2 sẽ nhỏ hơn 3. Đó, các bạn để ý, cộng hai vế cho một số dương thì cái chiều của bắt đẳng thức nó cũng không đổi. Đó là cái tính chất mình học ở bài số 1. Bây giờ người ta hỏi là trừ a cộng b do là trừ 1 nhỏ hơn 0, cho nên ta nhân hai vế cho trừ 1 thì chắc chắn sẽ là khi nhân cho một số âm thì cái chiều nó đổi ngược lại, cho nên trừ a nó sẽ lớn hơn trừ b. Ở đâu có dữ kiện đó, là ở cái đề người ta cho là A đã nhỏ hơn B. Bây giờ người ta hỏi so sánh trừ A và trừ B. Thì các bạn biết rồi, trừ A có nghĩa là bằng trừ 1 nhân A, còn trừ B có nghĩa là bằng trừ 1 nhân B. Ở đây có nghĩa là hai vế của bắt đẳng thức là nhân cho trừ 1, cho nên nhân cho số âm thì cái chiều nó đổi. Đó. Các bạn phải hiểu sâu những cái này để các bạn làm trắc nghiệm cho nó nhanh. Sắp tới sẽ qua cái bài bắt phương trình, nó có sẽ chứa ẩn ở ẩn x, ẩn y hoặc ẩn z, t tùy theo bài toán mà đề người ta cho. Và khi nhân hay chia cho số âm thì nó cũng đổi chiều, không nhất thiết phải nhân. Nhớ, nhân hay chia đều đổi chiều cả, chỉ có số dương là nó không có đổi chiều ngược lại thôi. Ở đây á, trong chương trình học của các bạn thì người ta là dạy phép nhân, nhưng mở rộng ra phép chia thì nó cũng tương tự như vậy, nhân chia nó đi với nhau. Bây giờ thầy sẽ qua bài số 7. Người ta nói số A là số âm hay dương nếu 12A nhỏ hơn 15A. Bây giờ chắc chắn các bạn thấy nè, 12 á thì nó nhỏ hơn 15. Nhân hai vế cho A thì nó trở thành 12A nhỏ hơn 15A. Vậy chắc chắn A phải là số dương, vì chiều nó không có đổi. Bây giờ 4 thì không thể nào mà nhỏ hơn 3 được. Nhân hai vế cho 4 chắc chắn sẽ lớn hơn 3.
Vậy nhân hai vế cho A thì 4A chắc chắn sẽ nhỏ hơn 3A. Lý do là số A này là số âm thì cái chiều và các bạn thấy là nó đổi lại. Vậy lúc này 4A mà nhỏ hơn 3A thì A phải là số âm. Tương tự trừ 3A lớn hơn trừ 5A. Ở đây trừ 3 lớn hơn trừ 5. Nhân hai vế cho A thì nó xuất hiện là trừ 3A trừ 5A. Mà ở đây cái chiều của bất đẳng thức không đổi thì chắc chắn A bây giờ phải là số dương. Đó, đi thi chắc chắn sẽ có những cái bài trắc nghiệm như thế này. Nếu các bạn thấy là các bạn làm rất là nhanh, nếu các bạn hiểu khi nhân hay chia cho số âm thì cái bất đẳng thức nó ngược đổi chiều ngược lại. Bây giờ tiếp tục thì sẽ qua bài số 8. Các bạn để ý nè, 12A nhỏ hơn 15A này, 4A nhỏ hơn 3A này. Thì lúc này A này là số dương này, A này là số âm này. Tại vì 4 không thể nhỏ hơn 3 được. Và cái này A sẽ là số dương tại vì trừ 3 nó lớn hơn trừ 5. Vậy nhân hai vế cho A thì là trừ 3A nó sẽ lớn hơn trừ 5A. Cái chiều không đổi có nghĩa là A là một số dương. Đó. Và thầy sẽ qua hướng dẫn giải chi tiết cho các bạn thấy. Làm. Đó. 12 thì nhỏ hơn 15. Để cái bất đẳng thức cùng chiều thì A phải là số dương. Nhân cho số dương, bất đẳng thức không đổi chiều. 4 thì lớn hơn 3. Để có bất đẳng thức là trái chiều là 4A nhỏ hơn 3A. Thì ta phải nhân hai vế cho số âm. Vậy A phải là số âm. Từ đó ta cũng có câu C, trừ 3 chắc chắn sẽ lớn hơn trừ 5. Mà bây giờ người ta có là trừ 3A lớn hơn trừ 5A. Vậy nhân hai vế cho A thì không đổi chiều bất đẳng thức. Vậy A chắc chắn sẽ là số dương. Đó là cái bài giải chi tiết của thầy. Các bạn còn có cách nào hiểu và giải nhanh hơn thì các bạn sử dụng. Bây giờ thầy qua bài số 8. Cho A nhỏ hơn B. Chứng tỏ 2A trừ 3 nhỏ hơn 2B trừ 3. Thật sự trừ 3 ở đây là các bạn cộng cho một số âm là trừ 3 đó. Vậy bây giờ thầy có nè. A nhỏ hơn B thì 2A chắc chắn sẽ nhỏ hơn 2B. Bây giờ cộng cho hai vế cho số âm thì cái bất đẳng thức nó cũng không có đổi chiều. Đó. Rất là dễ dàng. Tương tự câu B là 2A trừ 3 2B cộng 5. Bây giờ 2A A nhỏ hơn B thì 2A chắc chắn sẽ nhỏ hơn 2B. Nhưng mà bây giờ các bạn thấy là trừ 3 nó nhỏ hơn 5. Cho nên cộng vế theo vế. Một vế bên này là cộng cho trừ 3, một vế bên này là cộng cho 5. Thì 5 nó cũng lớn hơn trừ 3, cho nên cái chiều nó cũng không có đổi lại. Vậy bây giờ thầy sẽ cho bài hướng dẫn chi tiết. Đi vào cái bài hướng dẫn giải chi tiết này. Ta có là A nhỏ hơn B mà 2 là một số dương cho nên 2A chắc chắn sẽ nhỏ hơn 2B và cộng hai vế cho trừ 3, cộng vào hai vế với trừ 3 thì nó xuất hiện cái điều phải chứng minh, phải cần phải chứng minh lại. Tương tự câu B, ta có trừ 3 nó nhỏ hơn 5, suy ra 2B trừ 3 chắc chắn sẽ nhỏ hơn 2B cộng 5, cộng vào hai vế với 2B. Tương tự như chứng, đây là tính chất bắc cầu. Thì các bạn thấy được là nó luôn luôn đúng. Vậy là thầy đã xong cái bài số 1 lần nữa. Đó là khi nhân hay chia hai vế. Ở đây thì các bạn học phép nhân, nhưng mà phép chia thì nó tương tự như vậy. Khi nhân hay chia hai vế cho một số dương thì bất đẳng thức không đổi chiều. Còn
khi nhân hay chia hai vế bất đẳng thức cho một số âm thì bất đẳng thức ngược chiều với bất đẳng thức đã cho, có nghĩa là nó đổi chiều lại, lớn hơn thì nó đổi chiều lại nhỏ hơn. Và khi các bạn phải nắm vững cái quy tắc này để làm bài tập trắc nghiệm giúp các bạn rất là nhanh. Kiến thức ở lớp 8 cũng như là những cái kiến thức sau này lên lớp càng lớn thì người ta dựa vào những cái này đây để người ta cho những cái bài tập trắc nghiệm, xem kiểm tra về kiến thức của bạn như thế nào. Thầy sẽ kết thúc cái bài học này và tiếp sau thầy sẽ giải qua cái bài bất phương trình.